Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Công ty an ninh hàng hải Amway Anh hôm 19 tháng 2 cho biết một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ đã bị tấn công 2 lần trong vòng 2 giờ ngoài khơi miền Nam Yemen. Nguồn tin của Bộ Vận tải Hy Lạp nói với hãng tin Reuters rằng tàu Sea Champion nói trên gồm 23 thành viên thủy thủ đoàn đang đi từ Argentina đến Vịnh Aden chở theo ngũ cốc. Công ty an ninh hàng hải Amway cho hay tàu chở hàng treo cờ Hy Lạp này thông báo về cuộc tấn công bằng tên lửa ở Vịnh Aden trước khi một tên lửa khác rơi xuống biển chỉ cách con tàu vài mét. Theo Amway, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận trong cả hai vụ tấn công và con tàu đang tiếp tục hành trình đến Vịnh Aden. Cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một tàu chở hàng của Anh, gây hư hại đáng kể và bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên lãnh thổ Yemen. Người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Sari cho hay tàu chở hàng Rubima bị thiệt hại nặng nề và phải dừng hoàn toàn. Người này nói thêm, con tàu có nguy cơ bị chìm ở Vịnh Aden và Houthi đã giúp thủy thủ đoàn thoát ra ngoài an toàn. Công ty an ninh hàng hải Amway xác nhận tàu Rubima, tàu chở hàng do Lebanon điều hành, treo cờ Billy và đăng ký tại Anh đã bị tấn công tối 18 tháng 2 giờ địa phương. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Anh UKMTO cũng xác nhận vụ việc và cho biết vụ tấn công diễn ra cách Al-Maka, Mocha ở Yemen khoảng 65 km về phía nam. Phía Houthi cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất ở Yemen. Houthi không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào, nhưng nhóm này từng bắn hạ chiếc máy bay không người lái tương tự trị giá hơn 30 triệu USD nhiều lần trước đó. Người phát ngôn của lực lượng Houthi hôm 19 tháng 2 cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu Anh và Mỹ. Trước đó, hôm 17 tháng 2, Mỹ tiến hành 5 cuộc tấn công ở Yemen sau khi Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu có liên hệ với Israel, gây gián đoạn thương mại toàn cầu đi qua Biển Đỏ. Trong lúc thực hiện đợt tấn công mới, lực lượng Mỹ lần đầu tiên phát hiện phương tiện tự hành dưới nước UUV của phong trào Houthi Yemen. Theo đài Sputnik, hôm 17 tháng 2, Mỹ tiến hành đợt tấn công mới trên Biển Đỏ nhằm vào phong trào Houthi ở Yemen. Tổng cộng 5 cuộc tấn công đã được Mỹ phát động, 3 trong số đó nhằm vào tên lửa chống hạm của Houthi, 1 nhằm vào tàu không người lái trên mặt nước và 1 nhằm vào UUV. Ngoài việc thông báo đợt tấn công mới kể trên, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ CENTCOM còn tuyên bố sự hiện diện của Houthi là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu hải quân và tàu buôn của Mỹ trong khu vực, đồng thời gọi phản ứng của Washington là tấn công tự vệ. CENTCOM cho biết rằng những hành động này sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải, giúp các vùng biển quốc tế an toàn hơn và bảo đảm hơn đối với các tàu buôn và hải quân Mỹ. Houthi đã tấn công các tàu liên kết với Israel ở Biển Đỏ kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Cơ quan y tế dải Gaza thống kê gần 29.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, với khoảng 70% số thương vong được cho là phụ nữ và trẻ em. Các tổ chức quốc tế cảnh báo rằng cư dân dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng đói hàng loạt vì Israel hạn chế thực phẩm và các nguồn cung cấp khác vào vùng lãnh thổ này. Sáng ngày 18 tháng 2, có thông tin cho rằng nhiều bệnh nhân đã chết tại bệnh viện Nasser ở miền nam dải Gaza vì nơi đây hết oxy. Trong khi đó, Mỹ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Houthi trong những tháng gần đây và chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Israel. Houthi ban đầu chỉ nhắm vào các tàu có liên kết với Israel, nhưng sau đó mở rộng sang các tàu có nguồn gốc từ Mỹ và Anh tại Biển Đỏ. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen ngày 12 tháng 2 nã 2 quả tên lửa nhằm vào tàu chở hàng đến Iran trên Biển Đỏ, khiến tàu hư hại nhẹ nhưng không gây thương vong. Đây dường như là lần đầu tiên một tàu chở hàng đến Iran bị Houthi nhắm mục tiêu kể từ giữa tháng 11 năm 2023, khi lực lượng này bắt đầu tấn công tàu thương mại quốc tế trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine trong xung đột Israel-Hamas. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng lực lượng Houthi đã bắn 2 quả tên lửa từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen về phía eo biển Bab al-Mandeb. Cũng theo CENTCOM, cả 2 quả tên lửa đều được phóng nhằm vào MV Styrid, tàu chở hàng treo cờ quần đảo Masan và thuộc sở hữu của Hy Lạp. Vụ việc xảy ra trong lúc MV Styrid di chuyển qua Biển Đỏ để chở ngô từ Brazil đến cảng Bandar Iman Khomeini của Iran. CENTCOM cho biết thêm, người phát ngôn Yahya Sari của Houthi khẳng định MV Styrid thuộc sở hữu của Mỹ, song những người theo dõi vận tải hàng hải cho biết
con tàu này thuộc về Hy Lạp. Chuyên gia Ishan Bhanu của công ty Kepler Anh nói, giống như mọi tàu chở hàng đến Iran, MV Star Iris đã không chuyển hướng khỏi Biển Đỏ. Có lẽ họ không sợ các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, bởi họ nghĩ rằng Houthi sẽ hành động thân thiện dựa trên điểm đến của tàu. Một quan chức an ninh giấu tên ở Trung Đông khẳng định với Reuters rằng cuộc tấn công nêu trên dường như được triển khai để chứng minh Houthi hành động độc lập, không bị kiểm soát bởi Iran. Vị này đồng thời cho biết Houthi đã thông báo Iran trước khi hành động. Mỹ, Anh và một số nước phối hợp tiến hành một loạt cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu của Houthi ở Yemen, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Theo hai quan chức Mỹ, ít nhất 36 mục tiêu của lực lượng Houthi đã bị tấn công ở 13 địa điểm bên trong lãnh thổ Yemen vào ngày 3 tháng 2. Đây là ngày thứ hai quân đội Mỹ thực hiện được không kích quy mô lớn nhằm vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, nhằm đáp trả vụ tấn công tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Một quan chức Mỹ nói với đài CNN rằng hai tàu khu trục của Mỹ đã bắn tên lửa Tomahawk, đó là hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Electrobrick và USS Gravely và USS Kearney. Các máy bay chiến đấu FA-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower cũng tham gia công kích. Tuyên bố chung của Mỹ, Anh và các nước hỗ trợ gồm Úc, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand nêu rõ, cuộc tấn công ngày 3 tháng 2 đặc biệt nhắm vào các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar của Houthi. Theo hãng tin Reuters, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy xung đột lan rộng ở Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas. Sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào lãnh thổ Israel làm chết khoảng 1.200 người ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đài CNN cho biết, trước đó, vào đầu ngày 3 tháng 2, Mỹ đã tấn công 6 tên lửa hành trình chống hạm của Houthi trước khi chúng được phóng về phía Biển Đỏ. Để tránh một cuộc chiến tranh khu vực với Tehran, Mỹ đã không nhắm mục tiêu trực tiếp vào Iran, thay vào đó nhắm vào một số lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của nước này trong khu vực. CNN cho rằng đây là một cách gián tiếp để gửi thông điệp tới giới lãnh đạo Iran. Các cuộc tấn công ở Yemen nói trên khác với các cuộc tấn công ở Iraq và Syria. Cuộc không kích ở Yemen là để trả đũa vì Houthi tấn công các tuyến đường vận chuyển quốc tế và tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ. Trong khi đó, cuộc tấn công ở Iraq và Syria nhằm trả đũa cho cái chết của 3 binh lính Mỹ ở Jordan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định các cuộc tấn công gần đây nhất nhằm làm gián đoạn và làm suy giảm thêm khả năng của lực lượng Houthi. Ông Austin ngày 3 tháng 2 tuyên bố, hành động tập thể này gửi một thông điệp rõ ràng tới Houthi rằng họ sẽ tiếp tục gánh thêm hậu quả nếu không chấm dứt các cuộc tấn công bất hợp pháp vào các tàu hải quân và vận tải quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nhấn mạnh đây không phải là một sự leo thang. Cùng ngày, ông Mohammed al-Bukhaiti, thành viên hàng đầu của Hội đồng Chính trị Houthi, lưu ý việc Liên minh Mỹ, Anh ném bom vào một số tỉnh của Yemen sẽ không làm thay đổi quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi khẳng định rằng các hoạt động quân sự chống Israel sẽ tiếp tục cho tới khi hoạt động bao vây giải Gaza được dỡ bỏ, bất kể chúng tôi phải trả giá bằng những hy sinh gì. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.